sự được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Phong thủy Sa cát. Quý vị thân mến, theo quan điểm nhân tướng học thì những vị trí nốt ruồi trên cơ thể của người phụ nữ không phải ngẫu nhiên mà tồn tại. Chúng ẩn chứa những bí mật to lớn về cuộc đời, số mệnh và cả con đường tình duyên của người đó. Các chuyên gia về tử vi cho rằng có một số vị trí nốt ruồi mang nhiều phúc khí có thể giúp chủ nhân sở hữu đạt được thành công và gặp may mắn trong cuộc sống. Để giúp quý vị có nhận thức sâu sắc hơn về vấn đề này, hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong chương trình hôm nay. Những nốt ruồi đại phúc khí ở nữ giới. Một, nốt ruồi ở tai là người thông minh, có duyên. Khi đôi tai của bạn có hình dáng đẹp và cân xứng, nó cũng cho thấy bạn là người thông minh và gặp nhiều vận may hơn bất kỳ ai. Sự may mắn ấy có thể được ví như dòng chảy của một con sông lớn. Nếu trên đôi tai ấy xuất hiện nốt ruồi ở bất kỳ vị trí nào, thì điều đó không ảnh hưởng quá nhiều đến sự may mắn của bạn. Bởi lẽ dù nó ở vị trí nào đi chăng nữa, thì nó cũng là dấu hiệu cho thấy chủ nhân là người thông minh và có duyên trong kinh doanh. Vậy nên phú quý là điều dễ thấy. 2. Nốt ruồi ở trán phải mang nhiều may mắn. Một vầng trán rộng, cao, cong và hơi nhô ra là đại diện cho sự may mắn. Hơn nữa, nó còn cho thấy sự giàu sang và đầy quyền lực của chủ nhân. Kiểu trán này khá hiếm, nhưng miễn là trán nhô ra và trông nổi bật một chút thì chắc chắn là gặp nhiều may mắn. Nếu có thêm một chiếc nốt ruồi ở phía bên phải thì đây quả thực là sự kết hợp tuyệt vời. Nốt ruồi đỏ chính là sự điểm dương trên khuôn mặt và nó có khả năng tăng sự may mắn cho người chủ nhân ấy. Bởi vậy mà chủ nhân của nó là một người có quyền thế, địa vị trong xã hội, trường thọ và có khả năng vượt qua mọi sóng gió, tai ương bất ngờ. 3. Lưng có nốt ruồi dễ thăng tiến. Nốt ruồi ở lưng, bất kể vị trí nào của người phụ nữ đều là nốt ruồi phú quý. Nếu nó nằm ở vị trí gần xương sống thì chủ nhân có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và danh tiếng bay cao. Đây thường là những người lãnh đạo tài ba, có khả năng điều khiển và quản lý con người. Nếu nốt ruồi trên lưng mọc ở bên phải xương sống, nghĩa là người có sức khỏe tốt, tài năng và có lòng dũng cảm hơn người. Còn nếu nốt ruồi lệch sang trái thì đó là người có chứng hệ siêu phàm, học vấn uyên bác và là con đường công danh dạng người. 4. Nốt ruồi bên má phải, cuộc sống hôn nhân luôn hạnh phúc. Nếu có nốt ruồi bên má phải có ý nghĩa rằng bạn có một cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Thông thường những người này biết nhường nhịn chồng con và biết cách chiều chuộng, họ hài lòng với cuộc sống mà mình đang có, do vậy hoàn toàn viên mãn trong cuộc sống hôn nhân. Họ cũng không mong chờ quá nhiều vào những điểm may mắn trong cuộc sống, vì thông thường họ không tin nhiều lắm vào những điều may rủi đó. 5. Nốt ruồi ở giữa hai lông mày, sự nghiệp thăng hoa. Trong nhân tướng học, vị trí giữa hai lông mày được coi là cung sự nghiệp. Nó tượng trưng cho sự thăng tiến và phát triển trong sự nghiệp. Vì thế nếu bạn có nốt ruồi ở vị trí này thì nên cảm thấy vui mừng bởi nó báo hiệu bạn sẽ có một sự nghiệp thành công như mong muốn. Đây cũng được cho là nốt ruồi quý tướng. Người phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở vị trí này chắc chắn làm lãnh đạo. Sau tuổi 30, cuộc sống người này vô cùng thăng hoa, chức tước đầy mình. Người này kiếm tiền dễ như chơi, nhiều tài năng và các mối quan hệ, nhiều đầu óc trí tuệ và sự kỹ càng trong công việc, nên họ đầu tư đâu chúng đó, lấn át cả chồng. Người đàn ông nào lấy được người phụ nữ có nốt ruồi này chắc chắn sẽ được nhiều vợ nhiều. 6. Nốt ruồi mọc trong lòng bàn tay, niềm vui tràn đầy. Người có nốt ruồi trong lòng bàn tay thường là một người rất thông minh, họ không bao giờ thiếu tiền và sẽ thành công lớn khi về già. Nếu nốt ruồi nằm trên mu bàn tay thì cho biết bạn là người thích quản lý tiền bạc và sẽ là người nắm giữ kinh tế trong gia đình. Ngoài ra những người có nốt ruồi ở đuôi lông mày là người lý trí và tài năng, bạn sẽ luôn ngập tràn niềm vui, tạo được mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh và chuyện kinh doanh cũng luôn gặp thuận lợi. 7. Nốt ruồi ở cằm, nhiều đất đai, nhà cửa. Nhắc đến nốt ruồi giàu sang phú quý thì phải nhắc đến nốt ruồi ở cằm. Với người phụ nữ có nốt ruồi ở cằm thường là người có số hưởng điền sản, nghĩa là nhiều ruộng đất, nhà cửa, bất động sản nói chung. Kinh nghiệm đúc rút cộng với nhiều nhà nhân tướng học cho biết, những người phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí này bao giờ cũng có cuộc sống giàu sang, ấm no, hạnh phúc. Tuy nhiên không phải nốt ruồi mọc ở cằm nào cũng là nốt ruồi giàu sang phú quý, yêu cầu da rẻ phải mịn màng. Nốt ruồi không quá to, không phải là bớt và cũng không mọc lông, có như vậy thì người phụ nữ mới lấy may mắn và điền sản sẽ gặp nhiều tài lộc. 8. Nốt ruồi ở cổ người phụ nữ.
Không phải nốt ruồi ở cổ nào cũng làm nốt ruồi may mắn. Khi coi bói nốt ruồi ở cổ cho thấy, nếu có nốt ruồi ở cổ nhưng nằm ngay giữa yết hầu thì đây chỉ là một nốt ruồi phú quý. Chủ nhân sẽ gặp nhiều may mắn và tài lộc, luôn được quý nhân phù trợ và rất thành công trong mọi lĩnh vực. Nốt ruồi ở cổ sau, còn nếu nốt ruồi ở cổ mà nằm lệch về phía vai lại không tốt, bởi vì xem nốt ruồi ở vai cho thấy, nốt ruồi ở vai thường là những nốt ruồi báo hiệu số mệnh khổ, phải gánh vác trách nhiệm hay số đào hoa. Nốt ruồi ở phía trái cổ là nốt ruồi về tính duyên lận đận, ở cổ phía bên phải thì học tập, công việc tốt nhưng lại không dư giả. 9. Nốt ruồi mọc trên môi. Nhân tướng học có nói rằng những người sở hữu nốt ruồi trên môi thường là người có đường nhân duyên cực tốt. Ngoài ra những người này còn được nhiều người khác phái để ý, mến mộ bởi tài ăn nói của họ cũng vô cùng linh hoạt. Họ đi đến đâu cũng có người theo đuổi. Trong chuyện tình cảm, những người này thường thiên về cảm xúc hơn là lý trí. Vì thế, khi chuyện tình cảm có dấu hiệu rạn nứt, họ có thể đoán được ngay và luôn tìm cách hóa giải. Chính vì thế nên cuộc sống hôn nhân của những người này dù có gặp phải sóng gió thì cũng nhanh chóng vượt qua hạnh phúc, viên mãn trọn đời. Quý vị thân mến, mọi sự trên đời không phải vô duyên vô cớ mà đến với ta, và các nốt ruồi xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể cũng vậy, đặc biệt với một người đàn ông, muốn xác định được con đường công danh, sự nghiệp hay tình cảm có thuận lợi hay không, bạn hoàn toàn có thể quan sát vị trí của nốt ruồi. Các bậc thầy tử vi đã chỉ ra rằng có 7 vị trí nốt ruồi trên khuôn mặt đàn ông là những điểm báo mang lại may mắn và giàu sang, được thần tài chiếu cố nên làm việc gì cũng hanh thông như ý. Quý vị hãy cùng theo dõi để lưu ý nhé! 1. Nốt ruồi ở lòng bàn tay là có duyên với tài lộc. Xem tướng đàn ông, phần lớn cánh mày râu có nét tướng này được nhận định là có duyên với tài lộc. Khi còn trẻ, người này sẽ vất vả, nhọc nhằn, làm việc cường độ cao, nhưng càng về hậu vận, càng sớm an nhàn, kinh doanh tự do hoặc làm những việc liên quan nhiều đến quản lý tiền nong như kế toán, thủ quỹ hoặc trợ lý cố vấn tài chính sẽ đem lại những kết quả vượt tầm mong đợi. Trời ban cho họ tính cẩn trọng và năng nhìn người chuẩn xác. Các thăng trầm trong cuộc sống tôi luyện cho họ bản lĩnh vững vàng, nên dự kiến ngoài 45 tuổi họ phất lên như diều gặp gió, hưởng vinh hoa phú quý ít ai bằng. Có nốt ruồi này trong lòng bàn tay, chủ nhân vừa giỏi kiếm tiền và quản lý tài chính. Sau khi kết hôn, họ sẽ là người cầm cân nảy mực, nắm giữ tài chính của gia đình. Ngoài ra người có nốt ruồi ở mu bàn tay thường vượng quý nhân. Nếu nốt ruồi thuộc ngón tay cái thì quý nhân của bạn sẽ là cha mẹ, trưởng bối hoặc lãnh đạo. Họ sẽ trợ giúp đắc lực cho bạn trong sự nghiệp. Nếu nốt ruồi ở trên ngón trỏ thì quý nhân là anh chị em trong gia đình. Còn nếu ngón tay nhẫn thì nửa kia sẽ chính là quý nhân của cuộc đời bạn. 2. Lông mày có nốt ruồi là trường thọ. Những người đàn ông có nốt ruồi ở lông mày không những tài vận tốt mà còn rất trường thọ. Cho dù đàn ông lông mày bên trái hay lông mày bên phải, họ đều thuộc tiếp người có trách nhiệm với công việc, hơn nữa còn rất nhân từ, làm nhiều việc tốt. Những người này trong tình cảm rất có lý trí, biết cách thể hiện cảm xúc của mình ở mức độ vừa phải. Sau khi kết hôn, họ rất chung thủy với người vợ, dù rất có duyên với người khác phái nhưng luôn có trách nhiệm với gia đình, không bao giờ để xảy ra những mối quan hệ ngoài luồng. Người như họ rất đáng quý và không phải lúc nào cũng gặp được, chị em nhớ nắm chắc cơ hội. Ngoài ra phía trên lông mày bên phải có nốt ruồi cũng là một dấu hiệu cát tường. Lông mày tượng trưng cho nhân phẩm và tinh thần của một người. Đàn ông có nốt ruồi ở phía chân lông mày bên phải, cơ bản cuộc đời đều khá may mắn. Họ có đủ tinh tế để hiểu được ý nghĩa của người khác, có lòng bao dung, chịu được khổ cực, hơn nữa tài vận rất tốt. 3. Nốt ruồi trên đỉnh đầu là người may mắn hơn người. Nếu trên đỉnh đầu của bạn có nốt ruồi thì xin chúc mừng bạn là một người may mắn hơn người. Đây được xem là một trong những nốt ruồi phú quý, cát tường, có thể biến hung thành cát, gặp đại họa, hóa lành. Chủ nhân của những người có nốt ruồi trên đỉnh đầu thường có đời sống vật chất sung sướng, không phải lo toan về chuyện cơm áo gạo tiền, vận khí tốt. Nếu gặp khó khăn thì có quý nhân trợ giúp kịp thời, con đường sự nghiệp suôn sẻ. Chủ nhân sở hữu nét tướng này là người thông minh, cẩn trọng, có tư tưởng táo bạo, giỏi đối nhân xử thế, biết nắm bắt cơ hội. Đây là điển hình của người tự lập và trở nên giàu có. 4. Nốt ruồi trên mũi, dấu hiệu của sự phát tài, giàu có. Đàn ông có nốt ruồi trên mũi là dấu hiệu của sự phát tài, giàu có. Ngay từ nhỏ đã ham học hỏi, khám phá những điều mới mẻ, tích lũy kiến thức cho mình khi trưởng thành. Nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp mà những người này được mọi người yêu quý, không những thành công trong công việc, sự nghiệp mà họ còn là những người có kỹ năng ứng xử rất tốt. Đàn ông có nốt ruồi trên mũi thường trở nên giàu có kể từ tuổi 35 trở đi. Họ có tài sản khổng lồ mà ít người ngờ tới, không chỉ may mắn trong sự nghiệp mà những người này còn có đường tình duyên vô cùng thuận lợi. Sau khi kết hôn, họ sẽ được hưởng cuộc sống hạnh phúc và an nhàn.
5. Nốt ruồi quanh cằm sung túc cả đời. Theo nghiên cứu, những người có nốt ruồi ở quanh cằm đều rất giàu có, sung túc. Sự giàu có này của bạn không chỉ là một khoảng thời gian mà nó sẽ kéo dài suốt cuộc đời. Những người sở hữu nốt ruồi này đều là những người có đầu óc kinh doanh, luôn tận dụng mọi thời cơ để phát triển. Lĩnh vực mà họ thành công nhất có thể kể đến như bất động sản. Nếu đàn ông có nốt ruồi dưới cằm phía bên phải thì cho thấy họ là người rất khoáng đạt và hào sảng. Họ luôn coi trọng gia đình, sự nghiệp lên hàng đầu. Tuy nhiên những người có vị trí nốt ruồi này lại không giữ được tiền. Họ rất giỏi kiếm tiền nhưng lại khó giữ tiền. Vì thế với những người có nốt ruồi ở vị trí này nên nhờ một người đáng tin cậy như mẹ hay vợ giữ tiền hộ mình. 6. Nốt ruồi trên trán quý nhân phù trợ. Trong nhân tướng học, khi xem tướng mặt, trán là vùng đại diện cho vận thế thời thiếu niên và giúp đoán định chủ nhân của gương mặt này được hưởng tài sản của cha ông, tổ tiên để lại nhiều hay ít. Nốt ruồi ở trán giúp cho chủ nhân dễ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thuận lợi, dự kiến ngoài 35 tuổi sẽ thăng tiến trong công việc. Nếu người đàn ông có nốt ruồi cát tường trên vùng trán như nốt ruồi son, thì phúc khí của người này được đánh giá là khá tốt. Kết hợp với việc tu tâm dự tính, bản tính thiện lương thì dự đoán vận mệnh cả đời của người này khá thuận lợi, không mấy khi phải bận tâm về tiền bạc. Nốt ruồi ở vị trí này giúp cho chủ nhân dễ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thuận lợi, dự kiến ngoài 35 tuổi sẽ thăng tiến trong công việc. Sau tuổi trung niên từ năm 30 tuổi trở đi sẽ gây dựng cơ đồ, danh lợi song toàn. 7. Nốt ruồi ở tai là phúc tướng. Nốt ruồi ở tai trong nhân tướng học được coi là phúc tướng. Đàn ông có nốt ruồi ở vị trí này luôn có thể đạt được thành công như ý nguyện. Trên phương diện tình cảm, họ rất tài hoa, thuộc phái chủ động, nên sẽ thật lòng theo đuổi người mình thích và rất có thể khiến đối phương siêu lòng. Nếu nốt ruồi mọc sau vành tai tượng trưng cho tướng đàn ông tốt, có thể lo cho gia đình từ thời còn trẻ đến tuổi trung niên. Cho dù tình yêu gia đình, mối quan hệ xã hội, sự nghiệp, tài vận của họ, họ đều có cách xử lý thỏa đáng, cũng có cơ hội gặp nhiều may mắn. Quý vị thân mến, vậy là trong chương trình hôm nay chúng tôi đã chia sẻ từ quý vị về những ý nghĩa các nốt ruồi xuất hiện trên cơ thể của người phụ nữ, cùng với đó là các bí mật ẩn chứa đằng sau những nốt ruồi xuất hiện trên khuôn mặt đàn ông. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của chúng tôi, ấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo, đón xem chương trình mỗi ngày nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!